Hi và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một video chơi mini game đó anh em ơi. Thì mini game là ngày gì nào? Đó chính là chúng ta sẽ tiếp tục chơi thử thách chơi bắt cua. Sau đó người nào giành chiến thắng và sẽ được phần thưởng nha anh em. Thì phần thưởng lần này là gì anh em biết không nào? Mình sẽ cho anh em xem nha. Ok, đây phần thưởng lần này chính là một vẫn là 1k và 100k. Nhưng mà lần này nó khác. Đây, anh em thấy cái này là gì không? Cái này chính là một cái nón mà trong clip trước đã xuất hiện rồi anh em ơi. Đây cái nón này, cái nón lần trước Sammy đã đội để làm để đóng vai Thor anh em. Đây chính là cái nón của Thor nè. Đây cái này là cái nón 1k nha. Bởi vì là nó là chất liệu của nó là bằng nhựa khá là dở và khá là dễ gãy, cho nên mình cho nó là 1k đi. Còn hộp quà 100k là gì anh em biết không nào? Đây mình sẽ cho anh em xem nha. Đây xin giới thiệu anh em, nón Iron Man. Yeah, mấy bạn biết, mấy bạn có biết nhân vật Iron Man không? Đây, chúng ta sẽ nhận được cái nón Iron Man 100k. Nón 1k và nón 100k. Người nào chiến thắng sẽ được 100k, người nào thua cuộc được 1k. Ok, để xem coi mình với lại Kairon ai sẽ là người giành được hai phần thưởng này nha. Let's go đi hai. Ok, và mọi người ơi, mình đã mời Kairon vào trong mini world rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là cua và coi coi hai thằng con trai thi đấu bắt cua với nhau quá công bằng đúng không anh em, để coi coi liệu rằng ai sẽ là người giành được cái gì, cái nón 100k với cái nón 1k nha. Vậy còn phải hỏi nữa, trời bây giờ hỏi về bắt cua là tất nhiên là trong tim là Kairon là nó đỉnh nhất rồi. Trời, xạo cuốn à, không, Kairon là con sóc, xạo sóc đi theo tôi, có giỏi thì đi theo tôi, trời ơi, coi coi ai bắt cua giỏi hơn. Gì cá heo đúng không? Ừ. Phong là cá heo đúng không? Xạo heo phải rồi. Ok, để xem coi ai bắt cua giỏi hơn nè. Đó, cái nón Iron Man chắc chắn sẽ thua cho tôi. Quay gì bạn đi chậm, cãi bạn chứ bạn kêu gì. Rồi, để coi coi ai sẽ là người giành được cái nón Iron Man nha anh em. Trời, nón Iron Man phải thuộc về mình. Rồi, một tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái nón nó hay cỡ nào luôn. Ok, bắt cua tiếp. Trời, cái gì chứ dâm ba mới chờ bắt cua. Ai tôi mới vừa nói chữ dâm ba mới chờ bắt cua xong tôi rơi luôn ba. Gáy tiếp đi. Ôi, nhường ông thôi, nhường ông đi trước thôi. Tại ông là khách mời, nhường ông thôi. Trời ơi, nghe là biết điều đi. Biết điều xíu bạn ơi. Ok. Không đem qua. Map bắt cua này cũng là map bắt cua trung thu nha các bạn. Mấy bạn có đã có gì ta, có bánh trung thu với lòng đèn trung thu tối nay đi chơi chưa? Thôi. À, trời, lava. Đó, Kairon trở thành sóc nướng rồi. À. Trời gì chứ mấy cái lava này nhảy qua cái nút một nút nhạc. Trời ơi. Game là dễ. Đó, hồi nãy giỡn thôi, giờ mới nhảy thiền này. Bây giờ nhảy, bây giờ là nhảy trên đám mây nè. Đó. Không bắt cua nhanh đâu. Trời ơi, Kairon làm sao bằng Phong được. Đó rồi. Ui giờ đám mây đen nè. Wow. Đám mây đen. Trời, đám mây đen này là biết là thông báo cho biết được rằng là Kairon sắp sẽ không có chiến thắng được bởi vì Kairon quá đen tối. Ghê quá nhờ. Ghê không? Để rồi coi, tao nói 30 chưa phải là Tết đâu nè. Ôi, còn đằng sau tôi thì chưa bắt được tôi thì đừng có gáy. Trời, tôi đi trước đây. Trời. Rồi. Ui. Hên thôi. Ơ không, tôi nhường ông thôi hiểu không? Đó, giờ tôi bắt cua tiếp nè. Nãy giờ tôi cũng nhường không à. Ok, nhảy qua đây nè. Trời. Trời ơi, có ai nhường ai? Ôi. Qua đây, trời cái gì chứ? Mấy cái này dễ ẹt, trời ơi, Phong bắt cua cái một qua luôn rồi, trời ơi. À, Kairon đâu ta? Ê, à, cái té luôn rồi. Kairon đâu ta? Ôi, Kairon còn đằng sau rồi, may quá. Kairon vừa chưa đổi kịp rồi. Lại té rồi, trời ơi. Dở quá, Kai ơi. Trời, coi Phong nè. Không nhảy cho tay coi. Ê. Sao hai đứa mình đến lượt cái đứa nào gáy cũng bị té, đúng rồi, người ta gọi là gáy sớm ăn bánh trung thu. Gáy sớm ăn cá heo. Rồi, cái đó đằng sau mình nè các bạn ơi. Trời ơi. Đằng sau thì sao? Còn lâu mới qua tới được, tôi đi trước đây. Cái đó nó rồi, cái đó rồi. Map này còn dài. Dài gì, gần tới đích đây nè. Chứ dài gì, tôi chọn cái map ngắn thật là ngắn để còn bắt cua nhanh nữa nè. Trời ơi, mau ra hộp bóc hộp quà trung thu các bạn ơi. Rồi, ok. Phong Cận là hôm năm nay là Phong Cận là không chơi cái gì ta, cái đèn trung thu mà cầm bằng tay nữa. Phong mà chơi cái đèn trung thu là một cái đầu của Iron Man. Lên tới nơi nè. Chắc là tôi phải nhờ anh Siro dạy tôi mấy khóa bắt cua quá. Thôi mai này là thua hết luôn. Ai là té nơi. Trời là trời, té hoài ta. Trời, đậu xanh á. Nãy tôi té hơi bị nhiều rồi nha. Ok. À. Anh Siro ơi, vài bữa nay dạy em bắt cua anh Siro ơi. Không biết ông đi đâu rồi ta.
Rồi, thầy, Kai ơi, số phận đã an bài rồi. Mình win đây, tạm biệt bạn. Các bạn ơi, mình đã chiến thắng rồi. Yeah, mình đã chiến thắng rồi. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau, bóc hộp quà hay nào anh em. Bóc hộp quà trung thu hay nào. Let's go. Ok anh em ơi, và mình chính là người chiến thắng. Trời, Kairon lần đầu tiên được mời trong cái thử thách này mà Kairon đã thua rồi. Lần sau chắc không mời nữa quá, Kairon dở quá. Trời xui đôi, trời xui. Hôm nay là ngày thứ 6 ngày 13 đúng không? Ờ, thứ 6 ngày 13. Xui. Ngày xui của Kairon đó mẹ ơi. Đây, và đây chính là phần thưởng của Kai nè. Cầm đi. À, Kai review cho các bạn xem đi. Ồ, cái này là theo tôi nhớ là cái này là nó trong Marvel, mà cái này là đặc biệt là Thor hay sử dụng nhất nè đúng không? Ờ, cái này là cái nón của Thor. À, cái này là cái nón của Thor rồi. Cái này ơi, mình sẽ đội vô thử cho các bạn coi nha. Được, đẹp lắm cái thứ. Có đèn led luôn các bạn ơi. Cũng đẹp nha. Đội sao? Đội vậy đúng không? Đội vậy. Sao vậy? Ta đội, ta để cái mặt ra che con mắt cho sao quýnh lộn được. À, vậy hả? Để vậy phải không? Ờ, thấp xuống xíu. Đó. Xin chào anh em, đây chính là Kai Thor. Đây chính là Kai Thor nha anh em. Không, nhưng mà đặc biệt mình kỹ ta sao mình nhớ lần trước Sammy đeo nhìn đẹp lắm mà sao tiện Kai Thor đeo nhìn xéo xéo sao nhỉ? Không, nhưng mà mình lại thích đeo giống vậy hơn. Mình muốn giả hành siêu nhân điện quang. Nhìn giống siêu nhân điện quang mấy bạn ơi. Vãi rồi. Ok. Rồi, còn phần thưởng của mình chính là 100k anh em ơi. Đây. Quà này mình chưa biết là cái gì luôn á. 100k, đó. Đây chính là nón của Iron Man. Nón của Thor làm sao bằng nón của Iron Man được đúng không? Đây các bạn xem nè, để mình mở cho các bạn coi nha. Đây. Ta-da. Mấy bạn thấy nó nhỏ đúng không? Trời, nó nhỏ vậy thôi, nhỏ nhưng có vỏ mấy bạn ơi. Bạn coi nè. À. Ui, xịn sò đấy. Xịn không? Đây. Nè, mấy bạn nhìn, mình sẽ bật lên cho các bạn xem nha. Nè, các bạn thấy không, con mắt của nó chớp sáng được luôn nè, ghê không? Đó, đây, và đặc biệt hơn nha. Cái này á, mặc dù chúng ta không đội vô được, nhưng mà nó có thể phát ra nhạc được các bạn ơi. Nó phát ra nhạc được nha, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn nghe thử nha, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở thử nhạc của cái này ra cho các bạn xem nha, ok. À, mình cần một cái điện thoại. Điện thoại. Simmy ơi, cho mình mượn điện thoại đi. Ôi trời, đây. Ở chính là điện thoại của Simmy nha anh em. Bây giờ mình sẽ thử kết nối cái loa này với điện thoại nha. Bật cái loa nè. Ok các bạn ơi, mình đã kết nối điện thoại với cái loa này, chúng ta sẽ mở cho các bạn nghe nha. Ok, mở nào. Mình đã quẩy xong rồi với cái loa Iron Man này rồi. Cái loa này xịn thiệt các bạn ơi. Quẩy sung quẩy nồi. Thôi rồi ok, bây giờ mình nghĩ là video này cũng đã dài rồi. Và nếu như các bạn thấy thích video này á thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Kairon TV để đăng ký ủng hộ cho Kairon và đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Còn bây giờ thì quẩy thôi các ơi. Let's go.